Rồi, cảm ơn Ngài cho sáng thế ký chương 4, phần tiếp theo. Cầu xin Đức Thánh Linh của Chúa Giêsu Christ soi tỏ cho lời Chúa được sống cho chúng con trong giờ này. Và chúng con cầu nguyện trong danh Giêsu Christ. Amen. Câu 13 đến câu 15. Cain thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Sự hình phạt tôi nặng quá, mang không nổi. Này, ngày nay Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất này. Tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất. Rồi, xảy có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi. Đức Giê-hô-va phán rằng: Bởi cớ ấy, nếu ai giết Cain thì sẽ bị báo thù 7 lần. Đức Giê-hô-va bèn đánh dấu trên mình Cain, hầu cho ai gặp Cain thì chẳng giết. Bị tội hình phạt như vậy, Cain kêu đấy. Nhìn chung ấy thì chúng ta thấy là những cái sự nó vô lý một cách trắng trợn. Chúa hỏi: Em ngươi đâu? Cain trả lời: Tôi là người giữ em tôi sao? Ngay mấy phút trước, ngay mấy tiếng trước ấy, vẫn là cái vai trò là người anh cả, được bố mẹ tin cậy, giao quyền cho trông em mình. Nhưng khi thấy mình thua em mình, bắt đầu ganh tị, rút ngược lại ấy, thì ở đây ấy là cái bài học cho mình. Khi mình được trọng vọng, tôi dùng cái chữ đấy nha, hay là khi mình được người khác đánh giá, hoặc là mình làm điều gì đấy thành công, có nhiều thành tích ấy, thì hãy cẩn thận, đừng như Cain này. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta dễ tin cậy vào con người, mình nghe theo con người, mình dựa vào con người đấy. Con người nói là giỏi quá, tốt quá. Và người lãnh đạo có thể rơi vào cái lỗi này. Cái người đứng vào trong cái vai trò trách nhiệm có thể rơi vào cái lỗi này, nếu như không biết. Bởi vì nó không theo ý mình một cái là nó lật ngược lại, lật úp thuyền lại, nó thành một cái tội gọi là gia trưởng, hoặc là những cái sự cố thủ và đâm rơi vào bảo thủ đấy. Tôi là người trông em tôi sao? Và một điều lạ đó là Cain không có hề mảy may bị cáo trách về lương tâm, cắn rứt về lương tâm nha, mà giống như là chuyện nó tự nhiên vậy. Vì vậy cho nên trong Tân Ước nói rằng là kẻ thuộc về ma quỷ. Cái này nó còn hơn là quỷ nhập nữa, bởi vì ấy, người quỷ nhập ấy thì không biết gì, mà còn Cain này ấy là gọi giống như là bán mình luôn đấy. Vì vậy cho nên chúng ta không thể xem thường được. À, tại đây xin Chúa cho học cái sự kính sợ Chúa đấy. Bố mẹ là Adam, Eva có thể nói là rất là tin kính Chúa, trừ một lỗi, mà cái lỗi đấy ấy thì bị đuổi ra khỏi vườn Eden. Tiếp theo, chúng ta cũng dễ rơi vào trong cái tình trạng như vậy nữa, dễ rơi vào cái sự bào chữa, dễ rơi vào sự bào chữa. Adam, Eva cũng bào chữa, còn Cain thì phàn nàn, nói cái câu này tức là lẩm bẩm đây này: hình phạt tôi nặng quá và mang không nổi. Không hề có cái dấu hiệu gì của sự ăn năn cả, lẩm bẩm và than phiền. Như vậy qua đây một điểm tiếp theo nữa là trong nghịch cảnh ấy, chúng ta cũng nên tập cái sự ăn năn. Mình ăn năn ấy, đó là mình học cái sự hạ mình. Bởi vì khi mà cái sự hạ mình nó đến, bao giờ nó cũng tốt cho mình. Ít ra ấy, cái sự hạ mình tức là qua sự ăn năn ấy, thì nó tốt cho tâm hồn của mình. Luôn luôn là như vậy. Cain đây thì còn kêu nữa, còn kiện nữa, kiện Chúa. Chúa phạt mang không nổi. Nếu mà nói theo cách cùn của con người ấy, thì nếu mà nói thêm một câu nữa ấy, mà Chúa ngài biết, nếu ai gặp tôi thì họ sẽ giết đi. Cain đây là ở trong cái thế mà vào bước đường cùng rồi. Nếu ai gặp tôi họ sẽ giết đi, tức là Cain xác định mình ấy đặt ở cái thế đường cùng. Thường người ta cái lúc mà ngõ cụt người ta ăn năn, mà Cain lại không ăn năn nhé. Họ sẽ giết tôi đi. Đức Giê-hô-va phán rằng, thì tới đây ấy giống như Chúa phải thua ấy. Ai giết Cain bị báo thù 7 lần. Đức Giê-hô-va đánh dấu ở trên Cain, không biết là cái dấu gì. Nhưng mà qua những cái nét phản ứng của Cain thì mình thấy nó có những cái dấu đó. Chẳng qua là có thể là Chúa xác nhận. Đánh dấu đây có thể là Chúa xác nhận về những cái điều mà Cain nói, giống như là chấm, giống như là khóa sổ. Cái đấy mới là kinh hoàng. Đó là cái dấu của Cain. Có nghĩa là có một cái dòng ấy mà thuộc về ma quỷ. Giống như lời trong thư Giăng 1 nói đấy. Có một dòng người thuộc về ma quỷ đó. Là thuộc về sự ác. Về sau chúng ta thấy Nimrod. Chúng ta thấy Nimrod thuộc về đó. Rất là kinh khiếp nha. Vì vậy cho nên nếu mà xem những đoạn kinh thánh này cho mình thấy, để mình thấy rằng thế giới nó không có giống nhau hoàn toàn nhé. Mọi người không có giống nhau hoàn toàn. Chúng ta đã quen với cái lý luận là mọi người đều tốt đúng không? Ai đều tốt, hoặc là chúng ta đã quen lý luận là ai cũng có thể được cứu. Ý muốn của Chúa muốn cho mọi người được cứu và hiểu biết lẽ thật. Điều này không có nghĩa rằng ấy chúng ta cần nên giảng tin lành dầu gặp thời hay không gặp thời. Bởi vì chúng ta không thể nhìn người khác mà nói rằng ô, người này giống như Cain. Nó không phải là cái sự nhận biết để chúng ta đánh giá, mà chúng ta gọi là để hiểu biết xung quanh thôi. Bởi vì dầu gặp thời hay không gặp thời, sứ đồ Phaolô cũng đã làm chứng lúc gặp thời hay không gặp thời nhé. Ông làm chứng thì có Elima là cái người
cố vấn cho quan trấn thủ tên là Sauler, cùng tên với ông, mà lúc đấy Sauler tên là Sauler, chưa chưa phải là Phaolô. Thì khi mà làm chứng thì Elima này là người thuật sĩ đấy, tìm cách phá. Thì Phaolô bảo là sao ngươi lại như vậy? Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ngươi mù trong một lúc. Người đấy vẫn không tin. Trở lại đây, nói tóm lại, chúng ta có sự nhận biết nhưng mà chúng ta cần phải nhờ cậy Chúa. Rồi trong cái những câu cái nói lên ấy, nó giống như là kêu gọi cái sự thương hại mang không nổi, ai gặp sẽ giết đi. Nó có phảng phất cái sự mà gọi là cáo đứng ngoài cửa xong kêu với chia với dê con ấy, khiến cho người ta thương hại mình thay vì ăn năn quay trở lại với Chúa. Bài học là gì? Chúng ta tránh nha. Nhiều khi chúng ta kêu và than phiền lên với Chúa mà lầm bầm, cầu nguyện mà lại lầm bầm, mà lại than phiền. Chúng ta hãy rất là chú ý đấy. Nhiều khi chúng ta nói mà lại kêu kêu ca lên với Chúa. Cần phải lưu ý và phải dâng cái sự tạ ơn lên cho Ngài. Để mà trị lại cái đó thì mình cần nói là con cảm ơn Chúa cho con một mình và khốn khổ. Còn nếu không thì mình nói con một mình, con đây một mình và khốn khổ. Mình lấy trong câu Thi Thiên đấy. Và mình nói cho mình tưởng là đúng. Nhưng mà cuối cùng nó lại là mượn lời Chúa để kêu cái lòng mình. Thì cái đấy là một cái là một trong những cái mà nó ngăn dòng nước, ngăn cái dòng nước sống ở trong mình ấy. Hãy chú ý về những cái ngôn ngữ thương hại mình, giống như là Cain trong sự ăn năn thật, và đứng về phía Đức Chúa Trời, để mà đứng về phía Chúa. Chúa nói sao? Ai giết Cain sẽ bị báo thù 7 lần. Có nghĩa là sự phán xét của Chúa đối với Cain ấy, Chúa muốn cho Cain không bị giết, không bị giết chết. Qua đây chúng ta nhớ chúng ta thấy rằng Chúa nói là Ngài không vui vì kẻ ác bị chết, bị giết, nhưng mà Ngài vui khi một người ác quay trở lại với Chúa. Thì đây ấy là Chúa cho cái thời gian, cho cái cơ hội để ăn năn. Đất nước Canaan ấy, khi Abraham vào, Chúa bảo là chén tội lỗi họ chưa đầy. Chúa để cái thời gian cho cái sự phán xét. Có những cái thời gian đó. Và cái thời gian cho Cain ấy, để cho Cain suy nghĩ lại, chỉnh đốn lại. Đó là ý muốn của Chúa ấy. Mong rằng chúng ta đặt những cái lời để nó vào cái chỗ của mình. Câu 16 và câu 17. Cain bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va và ở tại xứ Nốt về phía đông của Ê-đen. Đoạn Cain ăn ở cùng vợ mình, nàng thọ thai và sanh được Hê-nóc. Cain xây một cái thành đặt tên là Hê-nóc tùy theo tên con trai mình. Cái chữ mà lui ra khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, cái chữ này là thường dùng khi mà nói chuyện với Chúa ở trong đền thờ, ở trong sự hiện diện của Chúa. Nhưng chúng ta để ý cái câu này thì nó khác, nó đáng buồn nha. Đây là chuyện buồn nhất trong cuộc đời Cain. Cain đi ra khỏi đây có nghĩa là ra khỏi cái bóng che chở của Chúa, lui ra khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va. Bởi vì về sau ấy không còn nhắc thấy Cain nữa, chỉ thấy là các thành thôi, chứ còn không thấy về cái sự liên hệ Cain với Đức Chúa Trời nữa. Và đó là điều quan trọng nhất. Lui ra khỏi tức là bỏ Chúa, đi vào cái xứ hoang lạc khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, tại xứ Nốt về phía đông của Ê-đen. Đoạn ăn ở với vợ mình. Câu hỏi là vợ mình thì Cain lấy ra đâu ra người để mà lấy vợ? Câu trả lời ấy, đó là các con Adam và Eva ấy thì có sinh con trai và con gái, cho nên Cain lấy em gái mình. Chỗ này mình hơi choáng đúng không? Câu trả lời ấy, đó là trong cái ngày đầu tiên, ý thức mà lấy cái người gần nhau ấy, đó cũng là do Đức Chúa Trời. Bởi vì khi trong luật Môi-se, tức là bao nhiêu? Khoảng 2.500 năm sau, khoảng đó. Khi trong luật Môi-se, Chúa mới chỉ cho, định cho Môi-se, và khi Chúa phán thì cái điều đấy nó trở thành ứng nghiệm và thiêng liêng. Có nghĩa rằng không có được lấy lộn giống nhau. Nhưng mà còn trước đó thì cái thời kỳ không phải là thời kỳ luật pháp. Trong cái gen của con người nó còn rất là thuần khiết. Chúng ta để ý đi, Adam ấy thuần khiết đến mức mà ông có thể, cái đầu của ông có thể là những cái bộ bách khoa toàn thư có tên của các loài, đọc rất là nhanh và lại thuộc nữa. Cái bộ não hoạt động rất là mạnh, cũng rất là nhiều. Cũng giống như vậy trong cái bộ gen ấy. Đây là cái cách giải thích về sinh học. Và lúc đấy Chúa cũng không có đề ra cái điều này. Thì theo cái cách nghĩ bình thường của con người thì sẽ lấy từ đâu? Đó là từ nơi anh chị em mình. Abraham lấy Sarah ấy là một người em cùng cha khác mẹ. Đấy, cho chúng ta thấy. Nhưng càng về sau thì nó sẽ không có lặp lại nữa. Khi mà càng xa Chúa đấy. Và chúng ta mới quan sát ở đây nhé. Nó có những cái điểm nó rất là gọi là choáng. Lui ra khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, tưởng là ra khỏi trước mặt Chúa là bị hành hạ, rồi bị xui xẻo, rồi sẽ không được đúng không? Nhưng mà đây này, cái câu nếu mà chúng ta xem cuộc đời Cain, chúng ta sẽ biết được trong Thi Thiên thì nói rằng kẻ ác nó được hưng thịnh, nhưng mà nó sẽ bị hư mất một lúc nào đó. Nó rất là trường thọ luôn ấy. Thì Cain ấy là đại diện cho nhóm người mà trong Thi Thiên nói về kẻ ác ấy.
Anh ở cùng vợ vợ mình thai sanh được Henoch. Cain xây một cái thành đặt tên là Henoch theo tên con trai mình. Ở đây họ giải thích là nguồn gen của loài người lúc đó là đủ tinh khiết để cho phép hôn nhân cận huyết mà không gây hại cho giao phối khi cận huyết. Nhưng vì một dòng suối có thể bị ô nhiễm hơn khi cách xa nguồn, nên đến lúc ấy, Đức Chúa Trời về sau này, Lê Vi Ký 18 này, và Phục Truyền, tức là trong sách luật pháp của Chúa, đến lúc Đức Chúa Trời đã ra lệnh không còn hôn nhân giữa những người họ hàng gần gũi để gây ra cận huyết. Cho nên việc kết hôn với anh hay là chị em mình không bị cấm cho đến khi Đức Chúa Trời cấm. Và điều hay ấy, đó là cái này được ghi vào lương tâm. Trước đây cái lương tâm con người nó chưa có bởi vì Chúa chưa nói. Và khi Chúa đã nói ra trong luật pháp ấy, thì bắt đầu lương tâm con người ghi vào, mặc dầu họ không phải là người Do Thái, họ không biết luật của Môi-se. Thì ví dụ người Việt Nam chúng ta ở cách xa mà mình vẫn được biết, tại sao? Tại nó ghi vào. Nó có một cái thông tin nào kỳ lạ bởi Đức Chúa Trời. Tại vì sao? Khi Chúa phán rằng đất phải sanh các hoa cỏ thì đất, toàn bộ đất vâng lời. Thì khi đó Chúa nói cho trong luật pháp của Môi-se thì con người giàu không biết Chúa, nhưng mà nó vẫn được ghi vào lương tâm. Thì là Kinh Thánh cho biết đó là người ngoại họ giàu không biết Chúa, nhưng mà lương tâm họ làm theo luật pháp. Trong khi đấy người Judah ấy, thì họ không làm theo luật pháp. Trong Roma Chúa nói như vậy. Cain mà khi mà rời khỏi trước mặt Chúa đấy, thì Cain xây một cái thành. Khi rời khỏi trước mặt Chúa xây một cái thành, ông bắt đầu tìm sự bảo vệ cho mình, đặt mình làm trung tâm, cái sự mà dựa vào mình. Ông bắt đầu khởi đầu công nghiệp và đô thị hóa. Và theo nghiên cứu người ta nói là Cain xây những cái metropole, nước tiếng Việt là những cái thành phố siêu lớn ấy, metropole ấy. Ví dụ như là London là một metropole này, Thượng Hải một metropole này, New York này, những cái thành phố siêu lớn ấy, những cái đô thị rất là lớn. Thì Cain, người ta nói rằng Cain là người xây đầu tiên và đô thị hóa. Trong nơi đây thì con người làm trung tâm, nhân loại trên con đường tăng tốc của sự xuống dốc, sa sút. Khi những nhà nghiên cứu thì họ rất là bất ngờ, đó là cái thành phố của Cain xây lại rất là hiện đại nha. Đấy nằm trong một cái đề tài khác. Rồi Henoch sanh Irad, Irad Mehudael, câu 18. Mehudael sanh Methusael, Methusael sanh Lamech, Lamech cưới hai vợ. Một người tên là Ada, một người tên là Sila. Ada sanh Sa-banh, Sa-banh là tổ phụ của các dân ở trại nuôi bầy súc vật. Em người là Du-banh, tổ phụ của những kẻ đánh đàn và thổi sáo. Còn Sila cũng sanh Tu-banh Cain, là người rèn đủ thứ khí giới, bén bằng đồng và bằng sắt. Em gái của Tu-banh Cain là Naama. Enoch sanh Irad. Chúng ta thấy là bắt đầu liệt kê kể lại những cái sự tiến bộ nhanh chóng. Các thế hệ tiếp tục ấy, nó nhanh chóng đạt được những cái tiến bộ. Thành phố, nhà cửa, âm nhạc, nghệ thuật, kim loại. Cái ý tưởng là nhân loại thực sự tiến bộ rất nhanh. Cái này nó đi ngược lại với những cái lý thuyết, những cái giả thuyết hiện đại ngày nay. Đồ đá, đồ đồng. Methusael sanh Lamech. Lamech có thể là cái tên Lamech nó có nghĩa là chinh phục, người chinh phục, là người thứ bảy kể từ Adam về phía Cain. Nhưng mà trong cái dòng dõi của Adam thì Cain không có được kể vào nhé, coi như là Kinh Thánh loại ra trong cái dòng dõi. Tại vì khi mà ghi gia phả của Adam ấy, không ghi Cain. Sự kiêu ngạo của Lamech này, nó trái ngược với Henoch, người thứ bảy của dòng dõi Adam. Tại vì trong dòng dõi Adam từ cái chi nhánh Z ấy, thì có Henoch về sau là cũng là người thứ bảy, thì rất là khiêm nhường và được đi với Chúa, được đồng đi với Chúa. Tức là Chúa cất lên mà không chết. Nhưng mà còn ở đây ấy, Henoch mà con của Cain ấy thì lại khác. Còn Lamech này ấy, thì đầy sự kiêu ngạo. Lamech lấy cho mình hai vợ. Lamech là người theo chủ nghĩa đa thê đầu tiên trong lịch sử. Trong lịch sử lấy hai vợ. À, qua đây chúng ta thấy tại sao các tổ phụ mình bắt chước theo cái việc này này. Những tổ phụ đức tin ấy là Abraham rồi về sau ấy. Khi con người phạm tội ấy, thì bắt đầu là cái này là nó lan tràn. Tại vì trong Sáng Thế Ký 6 chỉ cần hai chương nữa thôi ấy, thì chúng ta sẽ thấy cái câu chuyện là con trai Đức Chúa Trời, đó là những thiên sứ sa ngã lấy con gái của loài người. Nhưng mà chúng ta cần nên biết ấy, cái chuyện đấy nó đã xảy ra trong thời của Cain rồi nhé. Chương 6 chỉ là tổng kết lại thôi chứ không phải là chương 6 nói đâu, mà là chính cái đoạn này ấy là đã có cái sự can thiệp rồi. Cho nên bởi vì ấy, là những thiên sứ sa ngã này dạy cho Cain xây thành, dạy cho Cain những cái nghề, những cái mà Cain đang có đây. Thay vào đó ấy, thì những thiên sứ sa ngã này truyền tải lại sự suy đồi về đạo đức, lấy hai vợ. Nó đi ngược lại với cái hình ảnh bố mẹ của Cain là có một chồng một vợ thôi, là Adam và Eva đấy.
và những cái dòng khác của Adam về sau cũng thế. Nhưng mà còn những người càng về sau ấy, thì nó rơi vào cái sự thoái hóa và bắt chước. Và đây là cái ảnh hưởng. Nó đi ngược lại kế hoạch ban đầu của Chúa. Chúa Giêsu cũng nói mà, Đức Chúa Trời định ra ban đầu không có như vậy. Bắt đầu từ La Mách đầu têu. Tên của vợ và con gái của ông thể hiện sự nhận mạnh trong trái tim của La Mách, trong cái lòng của La Mách. Ada có nghĩa là niềm vui, tên của vợ đấy. Vật trang trí hoặc vẻ đẹp. Sila ấy, có nghĩa là bóng mát, bóng râm. Hay là ám chỉ về một cái bộ tóc sang trọng, che phủ. Tên con gái của ông, đây là tên của hai vợ nhé. Còn tên con gái của ông là Naama, có nghĩa là sự đáng yêu, duyên dáng. Văn hóa của La Mách hướng tới đẹp đẽ về hình thể và ngoại hình. Ngày nay ấy, là con người đang đạt tới cái đó. Cái thế kỷ 21 này đó là thế kỷ của vẻ đẹp. Của vẻ đẹp, người ta chú ý về hình thể cho nên xăm trổ rất là nhiều đấy. Móng tay ấy lại thịnh hành là bởi vì sao? Cũng vẽ cho nó đẹp lên. Đấy, thì văn hóa của La Mách. Chúng ta thấy lịch sử lặp lại đúng không? Đấy, chúng ta nếu mà như vậy thì đọc Kinh Thánh thấy nó sẽ hấp dẫn. Câu 23-24. Lê-mách bèn nói với hai người vợ rằng, hỡi Ada và Sila hãy nghe tiếng ta. Này vợ Lê-mách hãy lắng tai nghe lời ta. Ừ, ta đã giết một người vì làm thương ta và một người trẻ vì đánh sưng bầm ta. Nếu Cain được 7 lần báo thù, Lê-mách sẽ được 70 lần báo oán. Ở đây cái câu mà ta đã giết một người vì làm ta bị thương ấy. Cái cách mà La-mách khoe khoang về việc ông giết người khác và cách ông tin rằng mình có thể hứa một sự báo thù lớn hơn Chúa cho thấy một sự thoái hóa ngày càng tăng trong nhân loại. Mọi thứ đang xuống dốc nhanh chóng. Nó thay đổi kinh hoàng. Ở đây mình thấy là con người đứng thay Chúa. Chúng ta đừng quên ấy, trong cái màn sân khấu, cái người đứng đằng sau sân khấu này đó là thiên sứ sa ngã. Bởi vì khi Cain chạy ra thì chắc chắn là có liên lạc mới có thể đi vào cái sự gọi là vô thần hoặc là tự mình làm thần. Vì vậy cho nên chúng ta thấy cái chương 6 ấy, thì mới kết luận đó là Chúa hủy diệt ấy. Cái tội của La-mách này, La-mách là ta đã giết một người làm thương nhé. Vậy thì Cain được 7 lần báo thù, đây là ai nói? Chúa nói 7 lần báo thù. Còn Lê-mách thì sao? 77 lần. Ông tự nói đấy, chứ không, Chúa không có định cái chỗ này. Ông tự nói 77 lần báo thù. Nếu Cain được báo thù 7 lần ấy, được 77 lần, thì cái này nó nói lên một cái gọi là cái nét đầu tiên, chấm phá đầu tiên của chủ nghĩa nhân đạo, hay là cái chấm phá đầu tiên ấy của con người bắt đầu đặt mình làm trung tâm, cái nền tảng đầu tiên của New Age, cái chủ nghĩa thời đại mới, tự coi mình là thần, hay là gọi là nhân sinh quan ấy. Nhân sinh quan, từ đó mới có chữ tu, tu nhân, khổ luyện tu nhân ấy, cho mình. Và cái thành phố ấy là thành phố của Cain, trọng tâm của La-mách đó là những người vợ xinh đẹp, khoái lạc ấy, chủ nghĩa khoái lạc. Nhưng đối với tất cả những gì mà La-mách khoe khoang ấy, hoặc là con cháu ông làm, chúng ta chỉ thấy cái đoạn này thôi, và nó chìm giống như viên đá chìm xuống đáy biển ấy. Sau này không hề nghe thấy nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta học lại thì để biết được cái kết quả và cái câu chuyện mà Chúa nói rằng ấy, đời Noe thế nào thì đời con người cũng như vậy. Nên nhớ đời Noe song song là thành phố của Cain và nơi đây sầm uất hơn nhé. Nơi đây sầm uất hơn ở cái nơi của Noe. Nếu chúng ta để ý ở trong Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy cái dòng mà được Chúa chọn bao giờ cũng đi sau. Cũng nông thôn, cũng có vẻ lạc hậu, cũng đi sau. Câu 25. Adam ăn ở với vợ mình, người sanh được một con trai đặt tên là Seth, vì vợ rằng, Đức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác thế cho Abel mà đã bị Cain giết rồi. Seth cũng sanh được một con trai đặt tên là Enoch. Từ đây người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Adam và Eva có nhiều người con không được nêu tên ra ở đây. Nhưng mà Seth đáng được nhắc đến vì ở đây nói rằng là đã thay thế Abel, là người hứa hẹn được giải cứu từ hạt giống của người nữ, truyền tải. Cái điều này cũng lạ, tức là bố mẹ, và cái này chắc chắn là được Chúa nói cho biết. Thì bố mẹ là Adam và Eva mới gọi như vậy. Và từ đây người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Ngay cả trong những ngày gian ác đó, đầy sự gian ác đó, sự thờ phượng Đức Chúa Trời không phải là đã bị đi vào quên lãng. Hay cái câu Sáng Thế Ký 4-26 này mình có thể gọi là đây là một cái sự thức tỉnh về thuộc linh đầu tiên. Đó là dấu hiệu cho thấy sự hồi sinh về thuộc linh. Sau khi, kể từ sau khi mà Cain lui ra khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va. Thì đây là cái sự phục hưng đầu tiên. Sau một cái đợt suy tàn rõ ràng. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài. Chúng con được nhìn thấy cái lịch sử. Theo như người Việt Nam của chúng con là trước khi vua Hùng dựng nước. Người đầu tiên trên hành tinh này mà Đức Chúa Trời đã đặt vào
lấy từ bụi đất, hà sinh khí vào lỗ mũi, nói như thế nào. Chúng con biết ơn Chúa. Xin cho chúng con được làm quen trong cái lối suy nghĩ, đầu óc, tư tưởng của chúng con, được tươi mới và sống lại, được thức dậy bởi lời hứa của Ngài là chúng con được là dòng dõi mới. Cảm ơn Ngài. Nhận biết rằng mình cũng là người lữ khách trên đất này, đi về quê hương là trên trời. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài.